MO chốt chi 69 triệu bảng mua Goncalo Ramos, tỷ phú Qatar chính thức sở hữu Emu. Ten Hag chốt tương lai Greenwood ra đi. Huấn luyện viên Ten Hag không được thất bại tại kỳ chuyển nhượng mùa này. MO chốt chi 69 triệu bảng mua Goncalo Ramos, chủ tịch Rui Costa của Benfica tin rằng Emu sẽ đáp ứng mức giá 69 triệu bảng mà câu lạc bộ của Bồ Đào Nha đưa ra cho tiền đạo Goncalo Ramos. Cầu thủ 22 tuổi hiện đang là một trong những tiền đạo được săn đón nhiều nhất tại châu Âu. Anh đã ghi 27 bàn thắng và có thêm 12 pha kiến tạo sau 47 lần ra sân cho Benfica mùa trước. Ramos càng trở nên nổi tiếng vào tháng 12 năm ngoái sau khi anh ghi hat-trick cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022. MU đã muốn ký hợp đồng với Ramos vào tháng 1 nhưng hạn chế về ngân sách khiến họ chỉ có thể chiêu mộ West God dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ được cho là đang xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ Ramos vào mùa hè này và Rui Costa tin rằng MU sẽ sẵn sàng đáp ứng mức giá 69 triệu bảng mà Benfica đưa ra. Đội bóng Bồ Đào Nha nổi tiếng là cứng rắn và khôn ngoan trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng. Họ sẽ không giảm giá Ramos bởi biết rằng MU đang rất cần tiền đạo mới, mang về một tiền đạo chất lượng là ưu tiên hàng đầu của MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Họ đã liên hệ với khá nhiều ngôi sao như Harry Kane, Victor Osimhen hay Radan Colomuani nhưng chưa có dấu hiệu thành công nào. Trước đó, Bruno đã kêu gọi người đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha chuyển đến Old Trafford cùng anh. Phát biểu với Abola hồi tháng 5, đội phó của Enamo cho biết Goncalo có tất cả những phẩm chất để chơi tại Premier League. Và khi mà tôi nói Premier League, tôi muốn nói đến Manchester. Tôi nghĩ cậu ấy có thể trở thành một tiền đạo tuyệt vời của Enamo trong những năm tới đây. Tỷ phú người Qatar chính thức sở hữu Enamo. Chủ ngân hàng người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani là cái tên đáng chú ý trong cuộc đưa tiếp quản Emo. Dù sở hữu hiện tại là gia đình Glazer vẫn chưa xác định quyết định của họ, nhưng các nguồn tin thân mật cho biết Jassim rất tự tin sở hữu hoàn toàn quỷ đỏ. Chủ ngân hàng nghề Qatar, Jasim hy vọng sẽ hoàn tất việc tiếp quản đội bóng Old Trafford sau khi ra, ra hạn với nhà thầu chính, Sir Jim Radcliffe. Chủ sở hữu của Man United, gia đình nhà Glazer đã bắt đầu quá trình này từ tháng 11 năm ngoái và một quyết định cuối cùng được đưa là sắp được công bố. Theo Bloomberg đưa tin, đội ngũ cố vấn của Sheikh Jasim đang ngày càng tự tin giành chiến thắng trong cuộc đua sở hữu câu lạc bộ thành Manchester. Những người thân cận của giới chủ Qatar đã tiết lộ điều đó một cách riêng từ, dù tuyên bố chính thức vẫn chưa được nhà Glazer đưa ra. Báo cáo tương tự cho biết, nhà Glazer vẫn chưa thể đưa ra quyết định nào vào phút chót khi mà cân nhắc việc có tiếp tục nắm quyền sở hữu sau khi quá trình đổi chủ. Các chủ sở hữu của Man đã nắm quyền từ năm 2005 và giám sát việc niêm yết của câu lạc bộ trên sở giao dịch chứng khoán New York năm 2012. Hai nhà thầu chính đã có những cách tiếp cận khác nhau, thông điệp của Jasim, đó là muốn tiếp quản 100% trong khi Radcliffe, giám đốc Ineos, người cũng đang nắm quyền lãnh đạo câu lạc bộ nước Pháp, Nice lại đưa ra đề xuất đợt phần đầu tư phần lớn các cuộc trò chuyện ban đầu đề cập đến khả năng một thỏa thuận được ký kết trước khi mùa giải 2022-2023 kết thúc, nhưng tất cả các bên liên quan đều không đạt được thỏa thuận. Chỉ còn vài tuần nữa là bắt đầu mùa giải mới với trận đầu tiên của MU tại ngoài hàng Anh ngày 14 tháng 8 tới đây. Chính điều này đã dẫn đến làn sóng phản đối của người hâm mộ tiếp tục tăng lên. Và đỉnh điểm là người hâm mộ đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại nhà Glazer ngay trước sân Old Trafford đúng lúc câu lạc bộ ra mắt trang phục mùa giải mới. Eric Ten Hag không được thất bại ở kỳ chuyển nhượng này. Mùa hè này lại được cho là đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới tại Man United. Thay vào đó, cho đến nay nó vẫn là một câu chuyện cũ. Theo nhận định của tờ Independent, huấn luyện viên Ten Hag nên làm cái gì đó để tránh đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Thay vì là những ông chủ mới bước vào Old Trafford để thổi sức sống mới vào gã khổng lồ đang say ngủ, giới hâm mộ của MU lại đang phải chứng kiến các đối thủ của họ thực hiện những bước đầu trong kỳ chuyển nhượng trong nhóm Big Six, tất cả đều đã có những cầu thủ quan trọng trừ đội 1 Man United. Ngay cả đội bóng có thể sẽ tham gia để tạo ra Big Seven là Newcastle cũng đã có Tonali, trái tim của AC Milan. Tottenham với bản hợp đồng Madison cũng đã có chữ ký thứ hai rồi. Ông Ten Hag đã có một mùa đầu tiên tương đối thành công. Hơn ai hết, ông hiểu rằng mình có nền tảng tốt để mua cầu thủ giỏi và hơn nữa từng cầm Ajax nơi chuyên bán cầu thủ tiềm năng. Ten Hag biết là châu chậm thiếu nước đục. Nơi đâu xa cứ nhìn cái gương Mourinho thì rõ. Mùa giải 2017 2018, mùa thứ hai dưới thời Mourinho có lần duy nhất đứng nhì tại ngoại hạng Anh kể từ sau thời Sir Alex chỉ sau Man City và lọt vào trận chung kết FA Cup nơi họ bị Chelsea đánh bại. Ai cũng nghĩ là Man đỏ sẽ có kỳ chuyển nhượng hiệu quả tưng bừng để thu hẹp khoảng cách với đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt và lần đầu tiên trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch kể từ năm 2013. Nhưng vào thời điểm đó, Mourinho đã có mặt tại Los Angeles để bắt đầu chuyến du đấu trước mùa giải của MU và thừa nhận rằng mình sẽ không nhận được sự hỗ trợ tài chính theo mong muốn khi đó mới chỉ tháng 7. Ông rất bực bội trong cuộc họp báo đầu tiên tại Mỹ. Trước câu hỏi liệu ông có lạc quan về cơ hội thách thức Man City hay không, Mourinho từ chối trả lời. Ông một cuộc họp báo khác, ông ra hiệu cho các nhà báo anh kéo nhau đến một chỗ riêng cách xa máy quay phim, thu mình trong một góc. Mourinho tiết lộ rằng mình rất muốn tông khứ Anthony Martial nhưng chỉ vài ngày sau, chính phó chủ tịch điều hành Ed Woodward khẳng định với truyền thông rằng tiền đạo người Pháp chắc chắn sẽ ở lại. Tâm trạng của Mourinho tồi tệ trong suốt chuyến di đấu ở Hoa Kỳ đến nỗi khi mà người dẫn chương trình trò chuyện James Corden đến sân tập để quay một phân đoạn cho The Last Show. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha miễn cưỡng tham gia. Xung đột lên cao sau khi World và đội ngũ tuyển dụng từ chối đề nghị mua James Boateng vì đề tiền sử chấn thương của trung vệ người Bayern Munich. Và vào cuối chuyến du đấu đó, Mourinho và World Squad như đã không nhìn mặt nhau. Phần còn lại thì đã rõ, MU bắt đầu mùa giải mới với vỏn vẹn 5 trận thắng sau 13 trận đấu đầu tiên. Ông đã ra đi và dịp Giáng sinh Ten Hag có thể không thể hiện thái độ như Mourinho và giới truyền thông, nhưng khi nói đến việc cải thiện đội hình, ông có thể đòi hỏi không kém. Là một người Hà Lan, Ten Hag coi công việc của huấn luyện viên là luôn phải đối đầu với các ông chủ câu lạc bộ và như ông nói, huấn luyện viên nào chẳng luôn muốn nhiều cầu thủ giỏi hơn nữa. Ten Hag có thể thông cảm với tình hình tài chính của câu lạc bộ, với ngân sách chuyển nhượng bị giới hạn do luật công bằng tài chính, nhưng rõ ràng EMO cần ít nhất là một tiền đạo, một tiền vệ và một thủ môn trước khi mùa giải bắt đầu. EMO đã ba lần bị Chelsea từ chối lời đề nghị cho Mason Mount, mặc dù lời đề nghị mới nhất trị giá 55 triệu bảng Anh vẫn còn bị từ chối. Ngoài ra còn có sự quan tâm đến Harry Kane, Rasmus Højlund, Martial, Caicedo và Andre Onana, nhưng cho đến nay, các lời chào giá của Man United có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh nên rất khó thành công. MU chỉ có thể chi dòng từ 100 đến 150 triệu bảng cho những cầu thủ mới. Số tiền này sẽ nhiều hơn nếu như họ bán cầu thủ. Đây là lý do mà MU thể hiện sự quan tâm trong hai trường hợp Jude Bellingham và Declan Rice. Ông Ten Hag thích cả hai cầu thủ, nhưng với cái giá chuyển nhượng của hai cầu thủ này thì đơn giản là là United không đủ khả năng chi trả. MU có rất nhiều tiền. Theo báo cáo tài chính mới nhất, họ lãi đến 73 triệu bảng nhưng sẽ phải cẩn thận về cách sử dụng. Đây chính là vấn đề không thể đánh giá một kỳ chuyển nhượng cho đến nay khi nó đóng cửa, nhưng tình hình của Man đỏ hiện nay khiến tên Hắc chẳng có chút lợi thế nào. Đây là chưa nói những việc của đội hình hiện tại vẫn chưa thể giải quyết. Chuyện gì xảy ra với Mason Greenwood, người nằm trong danh sách giữ lại của MU, nhưng câu lạc bộ vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của cầu thủ này. David De Gea sẽ ký hợp đồng mới. Đội hình sẽ như thế nào trong mùa giải tới đây? Đây là những câu hỏi được trả lời lý tưởng nhất là chiếc chuyến du đấu mùa giải ở Mỹ bắt đầu tại New York từ 20 tháng 7. Như Mourinho đã phát hiện ra, sự lạc quan được tạo ra bởi một mùa giải tích cực có thể nhanh chóng bị cuốn trôi bởi một mùa hè nhàn rỗi. Dù đã rời Old Trafford từ lâu, Mourinho vẫn coi kỳ chuyển nhượng 2018 là một cơ hội bị bỏ lỡ để xây dựng một đội bóng có khả năng sánh ngang với Man City. Nói cho cùng, trong bất cứ cuộc đua nào với đối thủ khổng lồ như Man xanh, thì điều quan trọng nhất là bạn không bao giờ được chậm hơn họ. Eric Ten Hag chốt tương lai của Greenwood ra đi. MU được cho là đang cân nhắc đẩy Mason Greenwood ra đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng hè này. Mason Greenwood đã không ra sân cho MU kể từ tháng 1 năm 2022. Greenwood bị MU treo giò nội bộ sau quá bùa hép dâm, kiểm soát và hành hung bạn gái. Những cáo buộc này đã bị cảnh sát Greater Manchester hủy bỏ hồi tháng 2. Tuy nhiên, MU vẫn đang tiếp tục điều tra nội bộ về vụ việc này. Quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng dường như Quỷ Đỏ đã tìm ra được một phương án cho tương lai của Greenwood. Theo tờ Manchester Evening News, MU đang nghiêng về phương án cho mượn cầu thủ người Anh. Ông tên Hag không muốn bán đứt Greenwood và vẫn đề ngỏ khả năng trở lại cho đội một cầu thủ này. Greenwood vẫn chưa trở lại tập luyện ở tờ Carrington nhưng đã bắt đầu làm việc dưới sự hướng dẫn của một huấn luyện viên cá nhân. Greenwood vẫn còn hợp đồng với Man tới năm 2025. Cầu thủ 21 tuổi đã ra sân 129 lần cho Man đỏ, ghi 35 bàn. Hiện tại, anh đang được liên hệ chuyển đến thi đấu cho các đội bóng Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương vụ cho mượn là giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên. Greenwood cũng cần thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất sau một năm rưỡi không thi đấu đỉnh cao. Mason Greenwood vẫn được cho mang nhân tức điên tên vào danh sách cầu thủ cho mượn mùa giải tới. Tuy nhiên, các cổ động viên không có lựa chọn in tên cầu thủ này lên áo đấu. Và tình hình sẽ tiếp tục bế tắc như hiện tại cho đến khi MO đưa ra thông báo.